Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và một bản nhạc thứ hai, Tôn Thảo xin kính tặng bản nhạc này đến tất cả các cô, các chú, các bác đã tham gia trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những người lính mà Đồng Thảo rất là biết ơn đã mang lại sự hòa bình, nền tự do và dân chủ cho miền Nam Việt Nam khi Đồng Thảo còn nhỏ. Anh còn nhiều
quận Triều Tiền. Thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ Đồng Thảo, Anh Đi Chiến Dịch. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình live Đại Nhạc Hội Cao Hơn Anh kỳ thứ 15 tại miền Nam California. Mỗi chi phiếu đóng góp cho chương trình, quý vị có thể gọi về số 1-888-333-9030, 1-888-333-9030. Chúng tôi nhận thấy có tấm check của Trung tâm Y tế Michael Đào 5.000 Mỹ Kim. Xin được cảm ơn đến với Hội Ái Hữu Nữ Sinh Gia Long 5.000 Mỹ Kim. Tổng Hội Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa 7.310 Mỹ Kim. Hội Ái Hữu Cảnh sát Quốc gia Nam California 9.000 Mỹ Kim. Tổng cộng là 16.310 Mỹ Kim. Và chúng tôi tiếp tục cập nhật danh sách của quý mạnh thường quân gửi về đóng góp cho chương trình Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh kỳ thứ 15. Xin quý vị dành tràng pháo tay thật lớn để chào đón MC Khánh Hoàng cũng có mặt với chúng ta ngày hôm nay.